Các con thân mến, hai hôm vừa rồi chúng ta vừa học câu thơ là thấy chưa thật chớ nói bừa, biết chưa đúng chớ tuyên truyền của Trương Tín. Vậy là câu thơ chúng ta học hai buổi để nói về cái lời nói của chúng ta phải cẩn thận khi nói ra, không được nói bừa. Hiểu đúng biết đúng thì chúng ta mới nói, mà có khi hiểu đúng biết đúng rồi chúng ta nói ra thì cần thiết thì mới nói. Cái lời nói rất là quan trọng. Và hôm nay thì chúng ta chuyển sang câu tiếp theo là việc không tốt chớ dễ nhận, nếu dễ nhận biến lui sai. Cũng tương tự như vậy, thấy chưa đúng hay là thấy chưa thật cần phải có trí tuệ. Thì ở đây chúng ta thấy việc không tốt, việc không tốt cũng phải có trí tuệ thì mới biết được đây là việc tốt hay việc không. Có rất nhiều việc không tốt, chúng ta nhìn qua, chúng ta nghe qua là chúng ta biết ngay là việc không tốt. Những cái việc không tốt là nó dễ nhìn thấy thì chúng ta dễ dàng nhận ra. Cũng có rất nhiều việc mà chúng ta cũng không biết việc này là việc tốt hay là việc xấu, bởi vì chúng ta nhìn không thấu, chúng ta không hiểu rõ bản chất của vấn đề, cho nên chúng ta sẽ không biết được đây là việc tốt hay là việc không tốt. Cái này rất cần chúng ta phải có một sự học tập lâu dài để các con có thể nhận biết được đây là việc tốt hay việc không tốt. Để nói ví dụ như là những cái việc mà chúng ta tiếp tay cho những cái vi phạm nội quy của bạn trong trường học chẳng hạn, đều là những việc không tốt. Bạn nhờ mình nói dối cái việc gì đó cũng là việc không tốt. Bạn nhờ mình làm một cái việc gì đó nó vi phạm nội quy của nhà trường cũng là việc không tốt. Đấy là những cái rất đơn giản, các con có thể dễ dàng hình dung được. Ví dụ như ngồi ở trong lớp mà đang học, bạn lại viết một cái tờ giấy cho một người khác. Viết cái tờ giấy đó thì không biết là tờ giấy gì, nhưng bảo chuyển cho bạn trên kia cho giúp mình. Vậy thì chưa biết là nó là cái gì cả, nhưng mà trong này đang giờ học mà chúng ta làm những cái việc như thế là cũng không nên làm rồi. Ngay những cái việc đơn giản như thế thì dẫn chứng là để các con dễ dàng hiểu. Nhưng thực tế thì có rất nhiều việc mà các con không thể lường trước được nó là việc tốt hay việc xấu, bởi vì cái vấn đề đôi khi nó không đơn giản như chúng ta nghĩ. Nhưng qua thầy nói thấy tận mắt, nghe tận tai rồi, tay sờ vào rồi, tưởng là như thế nhưng mà cuối cùng nó lại không phải là như vậy. Cho nên có rất nhiều vấn đề chúng ta phải hết sức tỉnh táo. Ở đây thì chỉ nói là những cái việc mà không tốt, đó là những việc ảnh hưởng tới chúng ta này, ảnh hưởng tới mọi người, ảnh hưởng tới cá nhân, ảnh hưởng tới tập thể. Những cái việc mà vi phạm nội quy, vi phạm pháp luật, những việc mà các con có thể nhận thức được thì các con không thể vì vui mà chúng ta nhận, không thể vì nể nang mà chúng ta nhận lời, thậm chí là không phải là vì quyền lực áp đặt chúng ta nhận lời, bắt buộc chúng ta phải nhận lời. Chúng ta phải có cái khí chất, chúng ta phải biết là cái việc này không được phép nhận, không được phép nhận lời. Bởi vì nếu mà chúng ta nhận lời rồi chúng ta không làm thì ở đây nói tiến lui sai, nhưng mà thực tế mà nói là có nhiều việc chúng ta nhận lời rồi chúng ta không làm thì đánh mất đi uy tín của mình. Bây giờ thầy này nói là có những cái việc mà chúng ta nhận lời xong rồi đến lúc chúng ta thấy cái việc này không được, mình không được phép làm, bố mẹ đã dặn mình là không được làm rồi mà bây giờ mình lại làm nữa thì không được, cho nên lúc này mình lại nghe lời bố mẹ mình lại không làm. Như thế là chúng ta mất niềm tin với người ta. Chúng ta dễ dàng nhận lời, có nghĩa là chúng ta có những cái quyết định nó vội vàng, hay là nói nặng hơn là quyết định hồ đồ, thì đến lúc chúng ta là tiến thoái lưỡng nan, làm tiếp cũng không được,
mà chúng ta dừng lại thì lại mất uy tín. Cho nên tiến lui đều sai cả, gọi là tiến thoái lưỡng nan. Cho nên thì thầy cũng không hy vọng rằng là nó cụ thể một cái câu chuyện nào ở đây để chúng ta có thể áp dụng được trong đời sống. Nhưng mà mỗi một khi chúng ta làm bất cứ một việc gì thì người xưa dạy chúng ta là khi mà làm việc gì ấy, cho dù là việc nhỏ, chúng ta cũng phải nghĩ đến cái hậu quả của nó, cuối cùng nó là tốt hay là nó là xấu, nó có tốt cho mọi người hay không, nó có ảnh hưởng tới ông bà cha mẹ của mình, của người hay không, nó có làm ảnh hưởng tới danh dự của chúng ta hay là của ông bà cha mẹ hay của thầy cô hay không, có vi phạm nội quy hay không, nội quy của nhà trường, nội quy của lớp học, có vi phạm pháp luật hay không. Thì những cái việc mà nó đi ngược lại với những cái điều mà thầy vừa nói thì đều là những việc không tốt, các con không được làm, không được nhận làm, không được tùy tiện nhận làm. Đây là cái sự cẩn thận cần thiết của chúng ta để chúng ta giữ được cái uy tín của mình trong lòng mọi người, cũng như là thầy nói là chúng ta cũng phải có nguyên tắc của chúng ta, phải có nguyên tắc. Nếu mà không có nguyên tắc thì chúng ta phải theo cái nguyên tắc của người khác. Thầy nhớ có 2-3 lần thầy có người bạn, thế là trong khi mà họ đang uống rượu thì họ nhờ thầy đi mua thuốc, đi mua thuốc lá đấy. Thầy bảo không đi, mà tôi không đi, và nhờ làm cái gì thì làm, nhưng nhờ đi mua thuốc là tôi không đi. Thế rồi cũng có người vay tiền để đánh đề. Việc đấy là rõ ràng là những việc không tốt rồi. Họ không nói là vay đánh đề nha, không nói là vay để đánh đề, nhưng mà thầy biết rõ ràng là vay để đánh đề. Và không có, tôi không có tiền, và thực tế cũng không có tiền thật, có tiền đâu, cứ vay cho tôi vay đến tối tôi già. Nhưng mà người này là người hay chơi cờ bạc, hay đề đón, hay rượu chè, không đáng tin cậy thì mình không được nhận. Chúng ta phải có cái năng lực phán đoán như thế. Nếu cái bạn mà suốt ngày chơi điện tử, suốt ngày chơi game, suốt ngày là ăn quà vặt, vậy mà mình bây giờ có một ít cái tiền mừng tuổi, đáng nhẽ là đưa cho cha mẹ để cha mẹ quyết định, cha mẹ dạy cho chúng ta tiêu như thế nào, thì lại cất đi làm của riêng. Xong là bạn biết mình có tiền mừng tuổi, nó lại mượn cho tớ, mượn cho tớ vay, chúng ta đưa cho bạn vay nữa, thì một lúc chúng ta phạm mấy lỗi liền. Hả? Vừa giấu tiền cất làm của riêng, vừa cho bạn mượn làm vào cái việc không tốt. Đấy, ngay những cái việc đơn giản như thế thôi các con phải lưu ý, không được tùy tiện. Nói chung chúng ta rất may mắn được nhắc nhở thường xuyên, chúng ta được học tập như thế này, chúng ta biết là cái gì cần, cái gì không cần. Lâu dần các con biết không, phép tắc người con nó trở thành cái kính chiếu yêu. Cái gì không đúng là các con nhìn là các con biết. Thực tế thì thầy cũng thấy các con, nhiều bạn cũng đã nhận thức được điều này rồi. Cái gì mà chúng ta cảm giác mà nó không phải, không đúng là chúng ta biết rồi. Chúng ta tự nhiên chúng ta có cái năng lực đấy, năng lực nhận thức được cái việc gì đúng, cái việc gì sai, mà hơn hẳn những người thông thường. Những người bạn thông thường của chúng ta họ không nhận ra, nhưng các con sẽ là nhận ra, bởi vì chúng ta có học. Các con bảo là con học lâu rồi mà không thấy mình tiến bộ chỗ nào cả, nhưng các con không biết đó thôi. Chúng ta vẫn đang âm thầm tiến bộ mà các con không cảm nhận. Cái điều này mới thật sự là quý này. Nhận thức được cái gì đúng, cái gì sai không phải làm việc dễ dàng đâu các con. Cho nên các thầy dạy chúng ta là phép tắc người con chính là cái kính chiếu yêu, để chúng ta có thể hiểu được cái gì đúng, cái gì sai, cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Cái câu thơ này nhắc chúng ta thì chúng ta mới có thể thực hiện được.
chứ còn không các con nghe xong ấy, việc không tốt chớ dễ nhận, nếu dễ nhận tiến lui sai, chúng ta nghe thì chỉ nghe thế thôi nhưng mà các con cũng không biết việc gì tốt việc gì xấu, thì học cũng như không học, và có phải không nào? Nhưng mà chúng ta được học rồi thì các con tự nhiên sẽ nhận thức được cái việc này không đúng đâu. Bạn làm cái việc này là không nghe lời bố mẹ rồi, bạn làm việc này là vi phạm nội quy của lớp học rồi, bạn làm việc này là làm cho thầy cô buồn rồi, cho nên là nhất định mình sẽ không làm. Cho dù ấy một người làm hay nhiều người làm thì chúng ta vẫn nhận thức được. Đôi khi là chúng ta thấy một người làm thì chúng ta còn nghi ngờ, chúng ta một người làm thì chúng ta còn nhận biết được, nhiều người làm chúng ta cứ tưởng đấy là việc đúng. Nhưng mà có đôi khi là nhiều người nhưng họ vẫn sai thôi các con nhé, sai cả lớp luôn đấy, thấy không? Cả lớp đều sai, bởi vì cả lớp đâu có biết, nhưng trong cả lớp đó thì lại có một người biết, đó chính là các con, bởi vì các con được học, các con nhận thức được. Phải nói ví dụ như có cái việc gì đấy mà các bạn rủ nhau nói dối cô giáo thì các con biết rõ ràng cái việc này không được nói dối. Người ta làm số đông cũng cứ tưởng là đúng nhưng mà cuối cùng nó lại không đúng, nó lại thành sai. Cho nên cái năng lực phán đoán của các con nó sẽ dần dần được hình thành, bởi vì chúng ta được học. Việc không tốt chớ dễ nhận, tất cả những gì vi phạm nội quy quy định là không được làm, khiến cho cha mẹ buồn không được làm, khiến cho thầy cô buồn không được làm, khiến tổn thương người khác, làm hại người hại vật là không được làm. Đấy, cho dù người ta có nhờ thế nào đi chăng nữa, chúng ta cũng phải hết sức khéo léo để từ chối, tránh để làm cho người ta gọi là kết oán với người ta thì cũng không được. Cho nên các con cũng phải có năng lực từ chối nữa. Để tương lai thì những bài tới thì có cơ hội thì thầy sẽ chia sẻ thêm cho các con. Hôm nay chúng ta dừng ở đây ạ. Xin cảm ơn các thầy cô, cảm ơn các bậc phụ huynh, các con đã lên lớp học ạ. Xin kính mời cả lớp chúng ta nghỉ.